hầu như các cái công cụ liên quan phục vụ cho cái phần sao chép, cũng cái phần chỉnh canh chỉnh góc nhìn, cũng như là chúng ta tạo các cái mảng đối tượng hoặc là chúng ta bố trí ánh sáng vân vân, thì quý vị các bạn cũng đã biết ở chỗ này rồi. Bây giờ tôi sẽ tạm tạo ra một cái cảnh mới để chúng ta nghiên cứu những cái lệnh khác. Muốn làm chuyện đó thì quý vị các bạn thấy là chúng ta cũng làm một chuyện quen thuộc, là chúng ta di chuột lên cái trình đơn file phía trên và chúng ta chọn reset ở đây. Tôi tái lập lại cái thông số ban đầu của cái phần mềm để chúng ta thấy rằng ở chỗ này là chúng ta trả lời là no trên cái học thoại. Phần này nó rất là quen cho nên là tôi làm nhanh ở đây, tôi click no và tôi click yes để khẳng định rằng tôi tái lập lại tất cả các thông số của phần mềm. Chúng ta di chuột lên trên cái trình đơn customize ở trên này nè, chúng ta chọn, tức là chúng ta tùy biến đó, thì chúng ta chọn trong cái phần là unit setup lại để tùy theo cái cách mà chúng ta xác định thông số mà quý vị các bạn thấy là tôi sẽ chỉnh trong cái phần những thông số liên quan phía sau. Chúng ta chọn vào unit setup về và quý vị các bạn thấy là trên cái unit setup này nè, bình thường đó thì trên cái hộp thoại này chúng ta thấy rằng cái cài đặt cái đơn vị đó chúng ta chọn vào metric ở đây. Quý vị các bạn chọn là chúng ta chọn vào cái mm để các đối tượng của chúng ta tạo ra đây là mm, và chúng ta thấy rằng chúng ta click OK để đóng cái cửa sổ này hay đóng cái hộp thoại này lại. Thế thì bây giờ đó tôi sẽ giới thiệu quý vị các bạn những đối tượng khác bằng cách là bây giờ tôi phóng lớn cái cửa sổ, cái dung nhìn là phối cảnh đó, property ở đây. Và chúng ta chọn ở trên cái bảng công cụ command panel đó, chúng ta click vào cái trang đầu tiên là create và chúng ta chọn geometry, tức là đối tượng, các đối tượng nào, và chúng ta quay trở lại với các đối tượng khác. Thí dụ như là trong trường hợp này là chúng ta chọn là AAC standard, chúng ta click vào đó. Thì trong những cái phần bài trước đó, quý vị các bạn thấy rằng là tôi đã hướng dẫn quý vị các bạn trong cái phần là foliar, là chúng ta đưa các cái đối tượng là thí dụ như là cây cảnh là vân vân. Thì thật sự mà nói đó thì chúng ta đang phải tìm hiểu hết sức căn bản về các cái cách chúng ta hiểu những nguyên lý mà chúng ta tạo hình và chúng ta chỉnh sửa các cái đối tượng ở trong cái phần mềm mà chúng ta sử dụng các công cụ của phần mềm 3D Max chính. Thì quý vị các bạn thấy rằng nếu mà chúng ta thật sự làm ở trong thực tế đó thì chúng ta có thể là sử dụng những cái thư viện bên ngoài rất là nhiều. Nó có rất là nhiều thư viện đẹp mà chúng ta biết cách để chúng ta chỉnh sửa lại phù hợp với yêu cầu của chúng ta, chứ thật sự thì ít có ai mà người ta tạo ra ngay từ đầu hết. Thì trong trường hợp này tôi tạo một cái tường là wall. Quý vị các bạn thấy là trên cái bảng công cụ là command panel trang đầu tiên đó, tôi click vào wall ở đây. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái màu của cái tường này nè, có thể là tôi có thể chọn lại cái ô màu ở đây, thì quý vị các bạn thấy là tôi có chọn một cái màu sáng. Bởi vì sau này nếu mà chúng ta thấy là những cái màu ví dụ như là đỏ bọc đô, xanh dương đậm, một số cái màu tối, màu xám, màu đen vân vân, thì cái chuyện đó nó sẽ làm cho chúng ta rất là khó trong cái chuyện mà chúng ta bố trí ánh sáng. Bây giờ ở đây nè quý vị các bạn thấy nè, cái bề rộng của cái tường này đó, đây nè chúng ta có cái bề rộng width của nó, ví dụ như tôi thấy cái tường này là 200 mm đó, và cái tường này là cao là thí dụ như là tôi cho là 2 mét chẳng hạn, quý vị các bạn thấy là 2 mét như vậy. Cái justification ở đây nè, thật ra thì trong cái lĩnh vực mà kiến trúc xây dựng là quý vị các bạn thấy người ta cũng ít sử dụng cái đối tượng wall, nhưng mà tôi trình bày quý vị các bạn ở đây. Thí dụ như là chúng ta chọn cái canh chỉnh này nè, mỗi cái tường của chúng ta thí dụ tôi chọn là center, thì cái tâm của cái tường đó quý vị các bạn thấy là tôi vẽ ở đây, tôi click chuột tôi vẽ thôi đó, chúng ta sẽ chỉnh màu lại đó thôi. Chúng ta chọn ở đây nè, đó chúng ta dích chuột ở đây. Và quý vị các bạn thấy nè, ở đây tôi vẫn có thể dựng một cái tường nào đó liên quan. Ví dụ như trong trường hợp này là tôi dựng một cái tường giống như thế này. Đó, thì bây giờ chúng ta thấy rằng hai cái tường này nè, quý vị các bạn thấy chúng ta sẽ có những cái công cụ để mà nối kết nó lại với nhau. Nhưng mà trong trường hợp này tôi muốn chỉnh sửa cái đối tượng, thì lúc đó thí dụ tôi có thể đổi màu đối tượng này, thí dụ đối tượng màu tím ở đây nè, tôi có thể đổi nó lại, cũng đổi màu cũng được. Nhưng mà tôi di chuột qua trên cái bảng command panel ở đây, tôi chọn cái phần modify, tôi click vào modify và chúng ta chọn là text. Thí dụ như bây giờ đó quý vị các bạn thấy nè, cái đối tượng của chúng ta hiện thời là hai đối tượng nó đang rời, nhưng mà tôi có thể tạo ra một cái đối tượng khác mà nó có thể là chúng ta nhìn vào mặt hình học đó, chúng ta nhìn ở đây nè, giờ tôi tạo một đối tượng khác thì chúng ta sẽ cho phép là chúng ta kết dính nó lại, tách nối kết lại với nhau. Ở đây chúng ta có là tách multiple, tức là nếu chúng ta click vào tách multiple á thì chúng ta sẽ hiện ra một cái cửa sổ là tách multiple, tức là tách gán các đối tượng, nối kết các đối tượng lại với nhau, kết dính nó lại với nhau bằng cách chúng ta chọn trên cái danh sách ở đây. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta chỉ có một cái tường thôi, thì chúng ta tạm thời click cancel ở chỗ này.
Nhưng mà cái tường của chúng ta click attack đó, thì mặc dù là đứng trên mặt hình học thì nó là rời, nhưng mà nó dính với nhau đó, lúc này nó nối kết lại với nhau. Quý vị các bạn thấy lúc này cái tường này với tường này là nó nối thành ra là một tường, nhưng mà chúng ta phải hiệu chỉnh nữa. Vì lý do tại sao quý vị các bạn thấy này, cái ở cái góc tường đó rõ ràng là cái đối tượng của chúng ta nó rời, chúng ta chỉnh sửa, chúng ta phải chỉnh sửa nó. Chúng ta có thể attack lại nhiều cái tường rời thành một cái tường. Nhưng thực sự mà khi mà chúng ta làm như thế này đó quý vị các bạn thấy là có những cái điều nó khó khăn. Bởi vì trong thực tế người ta dựng hình đó, người ta cũng ít có khi sử dụng cái lệnh wall ở đây. Bởi vì khi mà chúng ta tạo vật liệu vậy, quý vị các bạn thấy là nếu mà tôi cần muốn là tôi gán một cái vật liệu ở trên cái tường đó, một cái ô nào đó thôi, thì cái tường đó cũng là cái chuyện là chúng ta chọn là tương đối là khó khăn. Nếu chúng ta dùng box mà chúng ta lựa dùng cái công cụ liên quan như là mesh select vân vân, là chúng ta gán vật liệu bằng vật liệu đa thành phần ở đó chẳng hạn vân vân, thì quý vị các bạn thấy là cái chuyện gán vật liệu nó trở nên dễ dàng hơn. Bây giờ đó tôi sẽ chỉnh sửa cái này, tạm thời là tôi chưa nối cái đối tượng này lại đây. Quý vị các bạn thấy là tôi click vào cái đối tượng wall ở chỗ này nè, quý vị các bạn thấy tôi chọn vật tắt đó. Thế bây giờ ví dụ như trong trường hợp này là chúng ta chọn click vào wall, thì trên này nó có ba cái thành phần phụ, tức là vật tắt là đỉnh, chúng ta có cái phân đoạn là segment, và chúng ta có biên dạng là profile. Thế thì bây giờ ở cái chế độ là chúng ta click như vậy thì cái tường này đó, thì phần mềm nó cung cấp cho chúng ta ba cái cấp độ hiệu chỉnh ở cấp độ sâu hơn. Thí dụ như ở cái cấp độ vật tắt thì quý vị các bạn thấy nè, tôi click là connect chẳng hạn. Đó, click vào connect tức là nối kết. Thì ở chỗ này nè, tôi click vào đây và quý vị các bạn thấy có một cái sợi dây co giãn màu trắng đó, chúng ta chọn qua cái đỉnh bên này chẳng hạn. Đó, chúng ta click vào đây thì quý vị các bạn thấy trước khi mà click thì cái đối tượng của chúng ta nó hiện thành ra một cái biểu tượng, một cái sợi dây trắng có hai cái nút đen hai đầu đó, chúng ta click chuột đó. Thì chúng ta connect nó thành ra một cái tường ở đây. Như vậy thì nếu mà chúng ta xoay lại ở cái góc độ hồi nãy, cái tường ở đây nè, nếu chúng ta nối cái tường này vô với nhau thì chúng ta vẫn có thể làm. Nhưng mà chỗ này nó sẽ nối thành ra một cái đoạn tường riêng. Bây giờ trong trường hợp này thì quý vị các bạn thấy nè, nếu mà chúng ta muốn là tách rời nó ra thì chúng ta có thể dùng là fret ở chỗ này. Ví dụ như trong trường hợp này tôi chọn cái đỉnh ở đây, quý vị các bạn thấy là nó rất là khó. Chúng ta click cái nút connect ở chỗ này nè, để cho nó tắt cái chuyện connect là chúng ta đang làm đi. Quý vị các bạn thấy là ở cái để giống ở chế độ tô bóng như vậy rất là khó nhìn, thì chúng ta mới di chuột lên cái vùng property đây nè, chúng ta click chuột phải, chọn trên cái trình đơn con cảnh ứng xuất hiện ở đây nè, rồi lên cảnh ứng đó chúng ta click chọn wireframe đó, click vào wireframe thì bây giờ cái đỉnh ở chỗ này nè đó, quý vị các bạn theo xem nha. Thí dụ như trong trường hợp mà chúng ta connect giống hồi nãy, hoặc là chúng ta break, bây giờ chúng ta chọn lại ở đây nè, đó hai cái đỉnh nó chọn lại, thì quý vị các bạn click là connect, chúng ta có thể nối nó lại với nhau được. Đó, thì nó thêm một cái phân đoạn ở đây. Và trong trường hợp mà tôi muốn tách rời ở chỗ này nè, quý vị các bạn thấy tôi click chuột qua đây, tôi click vào ở chỗ này nè, tôi chọn cái đối tượng là chọn cái nút ở đó đó, và tôi click là fret. Và như vậy thì quý vị các bạn thấy điều gì? Khi mà chúng ta di dời cái đối tượng này ra, nó tách ra từng đối tượng, từng phân đoạn rời. Đó, chúng ta thấy nó thành từng cái phân đoạn rời ở đây, cái đỉnh đó. Bây giờ nè, quý vị các bạn thấy là như vậy thì connect rồi nè, chúng ta có thể nối lại, chúng ta có thể xóa cái đối tượng này đi. Bây giờ nó lại tách ra, trong trường hợp này nó là một cái phân đoạn của một cái tường đó, vân vân. Quý vị các bạn thấy nè, nếu mà cái chỗ này nè tôi có thể chọn, thì tôi có thể chọn là refile ở chỗ này, tôi click vào refile ở trên cái bảng lệnh, tôi click vào refile và tôi có thể chèn thêm những cái đỉnh ở vị trí mà tôi muốn, để tôi có thể hiệu chỉnh được cái thông số của cái tường này. Cái tường này lúc này nó có thể chia ra làm ra nhiều đoạn khác nhau đó. Quý vị các bạn có thể là thí dụ như insert một cái đoạn tường vào đây, chúng ta click bỏ refile đây và chúng ta click insert, thì quý vị các bạn thấy là tôi có thể chèn vào đây một cái đoạn tường đó. Tùy theo chúng ta muốn thôi đó, chúng ta click chuột phải. Quý vị các bạn thấy là cái chỗ này nè, tôi chọn lại chế độ, để lại chế độ hiển thị đó, thì chúng ta thấy rằng cái đối tượng của chúng ta ở đây nó hơi rối. Nhưng mà dù gì đi nữa thì quý vị các bạn thấy rằng đây là một trong những cái công cụ mà cái phần mềm 3D Suite 2008 và 3D Max 9 cung cấp cho chúng ta, để giúp cho chúng ta trong cái quá trình dựng hình. Chúng ta cần biết các cái công cụ này, và khi mà dùng vào trong thực tế thì quý vị các bạn sẽ có thể là hiệu chỉnh nó như thế nào đó để phù hợp với lại cái yêu cầu của chúng ta. Quý vị các bạn thấy là chúng ta có cái công cụ như là Raw Boolean,
chúng ta để mà gọi là cái phương chúng ta giao cắt hay là chúng ta dùng là broadcaster. Thì chúng quý vị các bạn thấy người ta dựng cái đối tượng đó, trước đây là chúng ta phải dùng mesh select, chúng ta phải xóa cái lưới đó đi rồi chúng ta phải đưa cửa vào canh chỉnh, thì bây giờ nó trở nên dễ dàng. Trong cái quá trình dựng hình thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn thấy cái chuyện đó nó đơn giản hơn rất là nhiều. Chúng ta dựng cái mô hình sơ sơ thôi để chúng ta phối hợp lại những cái lời mà chúng ta đã học rồi. Thì trong trường hợp mà quý vị các bạn thấy rằng nếu mà chúng ta click vào ở trên cái bảng lệnh này, chúng ta click vào delete đó, thì chúng ta có thể chọn một cái đối tượng nào đó để chúng ta có thể delete nó thôi ở cái chế độ đỉnh. Bây giờ trong trường hợp này, ví dụ như tôi chọn cái đỉnh ở chỗ này, bởi vì các bạn thấy là nó cái đối tượng của chúng ta đó, chúng ta chọn trở lại là trên cái vertex ở đây nè, à, tôi click vào vertex và bây giờ đó tôi sẽ để cái chế độ là khung giây wireframe đó, để tôi xóa một cái đỉnh nào đó. Ví dụ như trong trường hợp này hồi nãy tôi có chia ra một số cái khung lưới, cái đoạn phân đoạn của cái tường này nè, thì quý vị các bạn có thể xóa nó đi bằng cách là chúng ta di chuột lên property trở lại và chúng ta chọn click chuột phải, chúng ta chọn wireframe đó, chúng ta chọn wireframe là khung giây đó, click vào khung frame wireframe đó. Bây giờ giả sử tôi muốn xóa cái chỗ này nè, tôi chọn cái chỗ này và tôi click delete ở trên cái bảng lệnh đó, thì chúng ta thấy là nó mất đi cái đỉnh chỗ đó. Ở chỗ này nè, chúng ta click và chúng ta chọn delete thì nó sẽ mất đi cái đỉnh chỗ đó, chúng ta không còn được chỉnh ở cái cấp độ là vật tắt nữa. Còn nếu ở cái cấp độ mà bây giờ các bạn thấy là tôi làm lại ở cái cấp độ là segment, bây giờ trước khi mà làm chế độ cấp độ segment đó, thì quý vị các bạn xem là tôi sẽ tạo cái tường mới. Bây giờ tôi chọn hết toàn bộ cái tường wall 1 này ở đây nè và tôi select nó, tôi lựa nó, sau đó tôi gõ phím delete từ bàn phím, tôi xóa cái đối tượng đó ra. Vậy thì toàn bộ cái tường mà chúng ta tạo ra nó đã mất đi, bây giờ chúng ta tạo lại một cái tường mới để chúng ta nghiên cứu cái phần gọi là segment và phần profile. Bây giờ chúng ta click vào đây, chúng ta cũng đang ở cái chế độ là chúng ta đang tạo đối tượng bằng cách là chúng ta chọn nguồn wall. Và tôi cũng có các cái thông số liên quan cơ bản giống như là quý vị các bạn thấy ở trong cái phần phần mà chúng ta mới dựng xong đó. Ví dụ như bề rộng của tường, bề cao của tường vân vân. Tôi dựng cái tường ở đây. Đó, chúng ta có một cái tường giống như vậy. Bây giờ quý vị các bạn thấy là tôi click chuột phải để thoát ra cái chế độ dựng hình kết thúc cái lệnh đó và tôi chọn cái trang modify ở đây. Tôi chọn vào modify thì chúng ta thấy rằng để chỉnh sửa đối tượng, tức là edit object chỗ này nè, chúng ta có attack và attack bendable, thì chuyện này quý vị các bạn cũng đã biết rồi. Chúng ta chọn vào những cái phân hệ, những cái cấp độ phía dưới của nó nè, chúng ta tinh chỉnh nó, chúng ta chọn vertex, thì nãy quý vị các bạn cũng đã thấy năm cái phần mà chúng ta điều chỉnh ở đây rồi. Tôi chọn vào phần segment. Tôi chỉnh ở cấp độ là phân đoạn của nó. Thì bây giờ ví dụ như trong trường hợp này nè, quý vị các bạn thấy là tôi chọn divide chẳng hạn, tôi có thể chia cái đoạn này ra, tôi nói là ba đoạn. Đó, tôi click vào divide. Tôi click cái đối tượng của chúng ta và tôi click divide. Chúng ta thấy đối tượng chúng ta được chọn là chúng ta chia làm ba. Thì quý vị các bạn thấy là nó có thêm lại trên cái hình mà cái hình chúng ta lúc này nó biến thành màu đỏ rồi, quý vị các bạn thấy là nó có ba cái đoạn.